Dạ thưa công Trần, xin kính chào tất cả quý cô bác anh chị và các bạn trong và ngoài nước. Hôm nay mình đi trên đường Trần Văn Xã các bạn, đây thuộc trưởng phường Tràng Giài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai các bạn. Thì mình vô tình bắt gặp có một anh thanh niên có vẻ bị tật nguyền các bạn, một chân của anh hiện nay bị teo. Theo như mình nhìn sơ qua thì một chân của anh bị teo một bên và một cánh tay teo bên các bạn. Anh đang nhảy cò nhìn rất tội nghiệp luôn. Anh đi xin mình theo mình quan sát thì cũng rất xa này các bạn, thì thấy anh ấy đi vô từng nhà từng quán mà xin, nhìn là tội nghiệp lắm các bạn. Kính mời quý vị các bạn hãy theo dõi hết video này nhé. Chào anh. Dạ. Anh đi đâu vậy anh? Mình đi đâu vậy anh? Mình hỏi mà anh không nói các bạn. Em có thể trò chuyện với anh xíu được không anh? Không. Dạ. Em ạ. À. Dạ, em trò chuyện với anh xíu thôi, xem em có giúp được gì cho anh không? Không. Anh có cần giúp gì không? Không. Em thấy anh đi xin về xem em có giúp gì em giúp cho. Không. Mình khó khăn cái gì? Không khó khăn gì cả. Dạ. Không khó khăn sao đi xin? Em cũng lang thang thì không, mình cứ tâm sự thật, thì nếu mà khó khăn thực sự thì em sẽ giúp anh. Em trả hỗ trợ cái kia. Dạ. Không hỗ trợ hả? Anh có cần xe lăn hay gì thì em giúp anh. Em có rồi. Có rồi sao mình không đi mà mình nhảy này tội lắm anh. Thì không đi được đường dốc. À anh cả. Nhà anh ở đâu? Em ở ngoài Thanh Hóa thế. Vậy hả? Mình vô đây giờ ở đâu? Hiện nay ở đâu? Mình ở trên Hồ Nai thế. Hồ Nai hả? Thế anh đi bằng cái gì về đấy? Thì xe buýt. Biết anh ăn uống gì chưa? Em mua đồ ăn chưa? Ăn gì? Em ăn rồi. Ăn rồi hả? Em đi xe buýt hả? Sáng là thế, bây giờ em hỏi thật anh. Anh có vợ con gì không? Không. Không luôn. Chứ chân tay mình bị làm sao vậy anh? Em bị sốt lúc lớn lên, bị nhỏ lớn lên thì sốt cái bại liệt mà. Sốt bại liệt hả? Từ lúc lớn hay nhỏ anh? Lúc 7 tuổi. Ồ 7 tuổi nha. Cái tay của mình. Vậy anh đi này tội nghiệp quá. Cái tay này sao nó nhỏ xíu xíu hả? Thì bị từ lúc 7 tuổi lên đấy. Wow, cái tay này nhỏ xíu. Cái tay này vậy đâu có hoạt động được phải không anh? Không được động được. Anh năm nay nhiêu tuổi rồi? Hơn 40, gần 45 rồi. Gần 45 ha? 45 là sinh năm 77. Dạ. Anh cho em hỏi anh tên gì? Tên là Hà. Hà. Biết sao em cũng đi trên đường á, thì em gặp hoặc là em tìm hiểu những cái hoàn cảnh khó khăn á, thì thực sự nếu khó khăn thì em tìm hiểu xem có gì thì em sẽ giúp cho anh. Thì cũng bớt đi gọi là một phần nào thôi, chứ còn em cũng không phải là em giúp anh được nhiều. Đấy, nhưng mà có thể là thực sự của mình khó khăn thì em sẽ giúp cho. Nhá. Không cần. Em cuối rồi. Dạ. Có nhân viên nhà bác. Nhà bác à? Thế hiện nay mình vô đây lâu chưa anh? Em mới vào. Vào được bao thời gian rồi? Nửa tháng. Anh ngồi đây uống nước đi, ngồi đây uống nước à. Ngồi đây uống nước xíu, anh em mình tâm sự xíu. Em đi. Hả? Em đi. Ngồi đây anh em mình tâm sự xíu. Kính thưa tất cả quý vị các bạn, thì hôm nay mình đi trên đường Trần Văn Xã các bạn. Thì mình thấy có một anh ngoài 40 tuổi các bạn. Anh nói sinh năm 77 mà mình không biết là phải thật hay giả. Nhưng mà anh nói là anh quê ngoài Thanh Hóa các bạn, thì anh ấy đi vô đèn xin nhưng mình nói là có khó khăn thì không thì mình sẽ giúp cho các bạn. Nhưng mà anh nói là anh ấy hoàn toàn anh không cần sự trợ giúp các bạn. Còn đến lúc lớn lên thì anh trai lại cũng mất rồi. Dạ. Yeah. Một thằng dân này nhưng mà ăn xa trên có một mình ở nhà cũng buồn, vô trong đây thì lang thang rồi. Dạ. Thấy người ta nói vô trong đây làm ăn rẻ, vô trong đây làm ăn là. Vậy là anh vô đây lâu chưa? Em mới vào được vài năm rồi. Anh họ tên đầy đủ là gì mà anh? Hả? Họ tên của mình nhé. Lê Văn Hà. Lê Văn Hà ha. Anh năm nay 40 44. 43 44 ha. 77 là 43 44 rồi. Dạ. 43. Là 44. Dạ tôi sinh là 44 ha. Dạ. Thế này hiện nay anh ở trọ đây một tháng hết nhiều tiền không? 600. 600. 600 là cũng rẻ ha. Anh ở mình hay ở với ai? Ở mình. Ở mình ha. Thế hàng ngày anh đi xe buýt thì thường thường anh mình đi xin ở những tuyến đường nào anh? Em cũng cứ đi lung tung, đi mỗi nơi, đi đường đi mà người ta vô nhất nhất là một đường thôi.
mà đường mình đi đường mai lại đi đường khác, cái chiều đi đường khác chứ không phải nhất nhất một đường, thì đường đi xa lắm. Yeah. Đi lên tối về lại bắt xe ôm về. Em có thế là anh hàng ngày ăn uống thì mình ăn uống ở đâu anh? Em cứ ăn cơm hộp. À, cơm hộp mình mua sẵn cơm hộp ăn à? Ăn ngoài đường xong thôi mà. Cái tay này của anh hiện nay có đau không? Anh cũng phát triển được nhưng mà nó liệt cái bàn tay bàn chân không cử động thôi. Nhưng mà cái này là liệt anh liệt một nửa người luôn ha. Cái là mình bẩm sinh từ nhỏ phải không anh? Lớn lên chính mà. 7 tuổi ha. Cái chân này hiện nay mình có đi được, liệu có đi được không anh? Đi được mà đi đến chỉ nhựa thôi, đến đỡ ngã thôi. Đi từ ngoài đây đi giả bộ đấy ha. Chứ hoàn toàn là nó không bình thường ha. Cái tay của mình là nó liệt, nó teo từ đâu anh? Nó teo từ khúc nào? Anh kéo áo cho em. Wow. Vậy là cái xương vai là mình nó cũng bị teo luôn rồi, nó nhỏ xíu hả? Nó nhỏ ta. Anh có duỗi được không? Duỗi ra đi không được. Duỗi chỉ duỗi được như vậy ha. Vâng, duỗi rất chết. Cái này anh có bị nó có đau đớn gì không anh? Cứ động trời thì đau mà lúc ngủ ngã rồi bị ngã cái sẹo đang ở đầu này. Đang có sẹo đầu luôn, sẹo lớn không anh? Sẹo lớn lên gì? Sẹo có to không? To lên này. Đợi em xem nào. Sẹo này ngã lên bị chấn thương não với cái gì? Ra lên này chết hẳn với tình. Cái sẹo này to thật, đúng rồi. Yeah. Đúng rồi, đúng có một cái sẹo rất to. Sẹo đó là bị chấn thương não. Chấn thương não luôn à? Là anh bị té đó lúc mấy năm bao nhiêu tuổi anh? 7 tuổi. 7 tuổi luôn. Thế cho em hỏi hiện nay là cha mẹ anh còn không? Mất từ lúc em đang còn giá thôi mà. Wow. Anh vậy là mình được mấy anh em anh? Là có 3 anh em nhưng mà một anh cả thì cũng chết rồi, trong mình riêng năm 2010 đứa ông em khác về quê đó. Một thằng em út này chưa vợ đây. Em út giờ hiện sống ở đâu anh? Sống ở quê. Ở quê quê mình ha. Dạ. Em út giờ chưa lấy vợ chưa? Chưa lấy vợ, từ cuối năm đi lấy vợ thế này. Em út anh năm nay nhiêu tuổi rồi? Năm nay 81. Sinh năm 81 ha. Vậy là bây giờ là còn hai anh em anh và em trai đúng không? Là mỗi người sống một nơi. Vậy là những cái mỗi người một nơi thì bây giờ cuộc sống ai người tự lo ha? Ai tự người lo mà. Thế mình đi xin này liệu cái cuộc sống có đủ không anh? Có đủ ăn, có đủ tiêu rồi. Đủ ăn đủ tiêu ha. Một ngày trung bình anh xin được bao tiền? Được vài trăm. 400-500 không? Được 400-500 ha. 400-500 thì nếu mà anh chịu khó dành dụm mà thì sau này nó cũng có một ít tiền, thì sau này lúc lớn tuổi á mình gọi là không đi được á thì mình cũng có cái tiền đó để mình sinh sống, nó cũng kéo dài cái ngày tháng ra. Vậy là mình đi được mấy năm rồi anh? Mình đi xin này được mấy năm rồi? 4-5 năm ha. Vậy anh cứ anh mà em đi không đi được lâu, mà đi nhát phải đi cứ đi được tháng 2 tháng lại về quê mà nhát được. Sao anh không đi lâu vào? Đi cái chân không có dở được, không nhát được, đau lắm. Vậy là hiện nay là anh sử dụng toàn bộ bằng một chân hết ha. Dạ. Nhảy một chân hết. Dạ. Anh nhảy là một ngày anh cứ tính là anh một ngày anh nhảy được bao nhiêu cây số không? Một buổi sáng đi em cứ vừa nhảy từ lão cầu sân máu lên đến đây đã từ lúc 6 giờ đó. Ôi nhảy từ cầu sân máu từ đây 6 giờ. Vừa nhảy vừa làm. Ta lại nhảy ra đây ra xe số 1 để bắt xe về lỗ 7B để bắt xe số 3 về đây. Hai tuyến xe. Giờ là anh nhảy chỗ ngã tư Nguyễn Khuyến để bắt xe buýt. Lên đấy là bắt xe số mấy anh? Số 1 xong rồi về bắt xe số 3. Số 3 là về hôm nay ha. Anh ở hôm nay chọn là hiện nay khu vực nào anh? Phát triển bên phát triển đường phát triển bên hôm nay ha. Thế khổ. Thế một tháng anh trung bình anh đi được khoảng bao nhiêu buổi? Một tháng này anh đi được xin được khoảng bao nhiêu buổi anh? Bao nhiêu ngày á? Cứ buổi sáng đi bữa môn mệt thì đi được, mà không thì cứ nghỉ đi chiều đi lúc thì lại nhiệt mà không nhảy được lâu. Sao anh không có sắm một cái chiếc xe lăn đấy? Lăn nhưng mà người ta dùng tôi một cái 3 năm về trước, cái cô gần tôi cộng 2 cây cua, nhưng mà chỗ này đường dốc không đi được. Dốc dấu nặng lắm. Dấu nặng lắm à? Dấu nhọt lắm, cho nên em gửi về quê chỗ này nhát thì đi thoải mái hơn, đi xe nhọt lắm. Đi xe là nhọc hơn à? Đi xe là nhọc hơn. Nhưng mà mình nhảy này thì nó có mất nhiều sức hơn anh?
mất nhiều sức hơn nhưng mà có sức khỏe thì mới ngắt được. Vẫn một tí nó nhanh hơn ha. Ờ. Ê khổ nhỉ. Thế bây giờ là thân một mình, không có ai lo cho mình hết. Nên cuộc sống như vậy thì cũng khó khăn ha. À, bây giờ em hỏi thật anh xin này thì anh có phải mất tiền cho ai không? Anh có phải cho ai bây giờ không? Là một mình tự xin được bao nhiêu, tự mình ăn bấy nhiêu. Mình đi được một lần mình ăn bấy nhiêu mà. Mình không phải mất tiền gì cho ai. Mất tiền gì cho ai, chỉ mất tiền xe buýt chứ mất tiền xe ôm thôi. À thế thì nó cũng đỡ chứ em tưởng anh ấy, bởi vì anh biết ra cũng có nhiều tình trạng cũng đi xin này á. Nhưng mà cuối cùng tiền chúng nó lấy hết. Đó. Có cài hết mà. Đó, tiền nó lấy hết không được hưởng cái gì cả. Ví dụ một ngày anh xin là 1 triệu nhưng mà nó chỉ trả anh gọi là 50 ngàn thôi. Đến 70 ngàn thôi. Nó quy định là ví dụ mỗi tháng nó trả anh 5 triệu một tháng chẳng hạn. Đó, thì mỗi ngày nó chỉ trả anh 50. Anh xin bao nhiêu tiền nó anh nó chỉ trả anh 50 thôi à. Đó. Vậy là mình đi xin từ xưa là không phải lộp cho ai. À. Thế thì một tháng này cũng dư được, cũng khối ha. Tháng dư thường thường là anh 1 năm cũng dư được vài chục ạ. Sao 1 năm mới dư được vài chục thôi hả? Chỉ có ăn tiêu với đây lang thang nhát không được. Không được, nhưng bây giờ em cứ cho là ví dụ như tối thiểu anh đi thì một ngày phải 500 ngàn là ít, đúng không? Được 500 ngàn không? 500 ngàn. Thế một tháng anh đi khoảng 20 buổi không? Tháng đi được 15 buổi thôi. 15 buổi à? À thế khoảng 7-8 triệu ha. Thế một năm, từ một năm anh về thường thường về quê mấy lần? Năm thì cứ chờ đi đầu năm thì được 2 tháng, mà giữa năm 2 tháng, mà cuối năm được 2 tháng thôi. Khác không được, nhọc là cái chuyện. Nhọc cái sao anh ở đây phòng trọ anh nghỉ luôn? Dạ. Sao mình không ở phòng trọ này mình nghỉ luôn? Ở phòng trọ nhưng mà về quê lại thắp hương cho bố mẹ nè. Về quê thắp hương cho cha mẹ ha. Anh có đông anh em bà con ở trong phía Nam này không? Anh em họ thì cũng đông. Thì anh mua cái tành ấy thôi mà. Còn hôm nào thì người ta luôn mà khỏe cho mình lăn cho mình ăn thì người ta cứ tua được bữa ấy thì thôi, với bữa sau thì đến người ta tua răng được nè. Từ sáng là mình xin được mấy trăm rồi anh? Sáng là mấy trăm rồi? Mấy chục. Mấy chục thôi hả? Sao từ sáng là mới được mấy chục thôi hả? Ít lại hả? Sáng là không được 100-200 à? Buổi sáng đông người mà. Đông lắm thì cứ được. Chân mình bị sao? Cái chân này. Lúc nãy bắp thập cái chân cái. Té à? Cái đầu gối xuống đường cái. Té à? Té cái. À. Nghe thấy chảy máu cái chân này này. Vâng. Wow. Là mới té hả? Mới té lúc này. Đào chảy máu. Ê, té từ lúc cầu xuân máu luôn lúc sáng hả? Lúc ở chợ. Thế từ trước anh có lấy vợ không? Trước thì có vợ, đang nói có vợ rồi nhưng mà vợ ở quê mình ruộng. Bây giờ còn vợ không? Còn nhưng mà trốn vợ vào đây đi chứ. Trốn vợ đi à? Trốn vợ đi. Anh có được mấy con rồi? Dạ có con, lấy vợ hơn 10 năm nay mà chưa có con. Lấy vợ là hơn 10 năm nay, không có con. Nhưng mà nó vẫn ở với em, nuôi em mà. Trốn lên vô đây thì trốn ở đây thì anh nói sao, anh nói vợ sao? Anh vào đây đi tới vài tháng anh về. Vợ có biết đi đâu không? Có biết đi làm gì không? Ủa? cũng biết đi xin ha. Biết. Em tội. Thế bà xã anh giờ hiện nay ở quê làm gì? Làm ruộng đến đây chăn ấm nuôi bò. Làm ruộng nuôi bò ha. Thu nhập qua vậy có ổn không anh? Cũng chả cũng cứ đủ ăn cái này nơi đây chả có dư. Nói chung là nông thôn thì cũng cuộc sống chỉ đủ ăn thôi, không vất vả. Dạ. Anh cứ cho đi mà nó chỉ là anh hướng nhìn người chứ không cho đi mồ hết thì lại trốn lên như kia. Dạ. Vậy là anh cũng có vợ nhưng không có con, sao không có con vậy? Con là do em bị não từ lúc nhỏ đây thì yếu tinh thần. Anh bị yếu à? Yếu. Bà xã anh là hoàn toàn người khỏe mạnh bình thường ha? Khỏe mạnh 70 cân. Wow, 70 cân luôn. Bữa vậy hả? Em quên đi không chụp cái hình của chụp cái máy chứ để chụp lại em. Em lại chụp quên không chụp chứ cái máy này là quên không chụp. Dạ. Máy này không chụp được. Dạ. Thôi được rồi. Dạ. Hôm nay dù gì em cũng có duyên biết được cái câu chuyện của anh. Cái câu chuyện này phải nói là nó cũng vô cùng khó khăn. Cái lúc năm 2000
mất hết đấy là ở quê có sống của mình rồi. Anh em cái màn ăn xa rồi sống độc thân cứ bạ mồ rồi ăn đứa mà. Vậy là ba cha mẹ mình mất từ năm 2000 ha. Bố mình bố 91 mà mẹ 99 thì lúc đó mình đang còn nhỏ. Dạ. 91 thì đây 99. 99 2000 là 2000 là thanh niên rồi, năm nay anh hơn 40 mà. Thanh niên rồi. Dạ. Nói chung là cũng có tuổi đây cũng làm ăn được rồi. Tuổi lúc đó cũng đang làm ăn được. Thế anh ấy trước đây ở quê anh làm cái công việc gì? Ở quê thì cũng chả làm gì được. Ở quê trước thì lúc nhỏ thì cũng nuôi lợn với lại nuôi gà vịt thôi. Hiện nay anh sống ở trong này sống một mình ha. Bữa nào em ghé phòng trọ anh được không? Thăm phòng anh được không? Ghé cũng được. Thăm phòng xem biết cuộc sống anh thế nào, xem có giúp được cho anh cái gì không? Anh đã cần mà. Không cần giúp à? Không cần giúp mà. Hiện nay anh không cần giúp, không đều có không cần giúp cái gì này. Không cần giúp gì hả? Mình nói chung cái nhà này đã cũng đủ sống ha. Rồi thì em cũng nói chung em cũng đi trên đường rất nhiều. Thì nếu em gặp những hoàn cảnh nào thực sự khó khăn thì em tìm hiểu, nếu mà khó khăn thực sự thì em sẽ gọi là hỗ trợ giúp đỡ một phần nào. Đang nói quê mạch cái xã của em nếu mẹ nó cũng trả giúp cho cái cất kia mà tháng nhà nước cũng cấp được 600 đủ ăn răng đủ được. Tháng 600 thôi là nhà nước cấp cho anh một tháng 600 ngàn. Là hiện giờ vẫn cấp hả? Cấp nhưng không đủ 600 sao đủ ăn được. Đúng rồi. Rồi em cũng cảm ơn cái câu chuyện chia sẻ của anh. Thì cũng chúc anh và bà xã anh luôn luôn mạnh khỏe và sống cuộc sống hạnh phúc. Nhá. Em cảm ơn anh. Màn ăn phát đạt. Rồi em chào anh nhá. Chúc anh mạnh khỏe ha. Xin chào anh. Rồi hẹn là có dịp về em sẽ gặp anh nhá. Chào anh. Rồi anh đi ha.